Ngày 20 tháng 9, kính thánh Andre Kim Tigon và thánh Phaolô Chung Hasan. Thánh Andre Kim Tigon là linh mục và thánh Phaolô Chung Hasan là một tín hữu Công giáo. Hai vị tự đạo này đại diện cho nhiều Kitô hữu đã hy sinh mạng sống vì đức tin tại Hàn Quốc. Các ngài đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong hiện thánh vào năm 1984 nhân chuyến viếng thăm đất nước này. Kitô giáo được những giáo dân đem vào Hàn Quốc hồi đầu thế kỷ thứ 17. Các tín hữu đã âm thầm nuôi dưỡng và tăng trưởng đức tin của họ dựa trên lời Chúa. Các linh mục thừa sai chạy tàu từ Pháp sang Hàn và giới thiệu cho dân Hàn hiểu biết về đời sống bí tích của hội thánh. Thỉnh thoảng, suốt dọc thế kỷ thứ 19, đức tin Kitô giáo bị chính phủ Hàn bắt hại. Từ năm 1839 đến năm 1867, đã có tổng cộng 103 tín hữu Hàn bị giết hại. Cũng có 10 thành viên của Hiệp hội Thừa sai Paris nước ngoài chịu tử vì đạo, gồm 3 giám mục và 7 linh mục. Điều này đã nâng tổng số các thánh tự đạo lên 113 vị. Thánh Andre Kim Tigon và thánh Phaolô Chung Hasan là đại diện cho các Kitô hữu Hàn đã can đảm hy sinh mạng sống mình vì tình yêu Chúa Kitô. Thánh Andre Kim Tigon, linh mục đầu tiên của Hàn Quốc, đã tự vì đạo ngày 16 tháng 9 năm 1846, chỉ một năm sau khi được thụ phong. Thân phụ của Andre đã tự đạo vào năm 1821. Thánh Phaolô Chung Hasan là một giáo lý viên rất anh dũng. Thánh nhân chịu tự đạo hôm ngày 22 tháng 9 năm 1846. Giáo hội vẫn tiếp tục phát triển nhanh chóng tại Hàn Quốc. Món quà đức tin được tiếp nhận và được tô bồi nhờ công lao của các thánh tự đạo, những người đã hy sinh làm đá lát đường. Mỗi vị thánh tự đạo là một bài giảng âm thầm. Khi chúng ta suy ngẫm cái chết của các vị tự đạo, chúng ta học được một sứ điệp. Chúng ta hãy nài xin các thánh tự đạo Hàn Quốc giúp chúng ta cũng yêu mến Chúa Giêsu và giáo hội cách tha thiết như vậy. Thank you.
Carolo Cognetan, linh mục thừa sai Paris 1809-1837. Thánh Gioan Carolo Cognetan sinh ngày 27 tháng 2 năm 1809 tại Loudon, Poitiers, nước Pháp. Năm 1827, Jean Carolo Cognet xin vào Đại chủng viện Poitiers với ý định sau này sẽ trở thành linh mục thừa sai. Và thầy được nhận vào hội thừa sai. Năm 1831, thầy lãnh chức phó tế. Rồi ngay sau đó, ngày 17 tháng 9 năm 1831, thầy rời Bordeaux xuống tàu đi truyền giáo tại Viễn Đông. Tới Macao tháng 3 năm 1832, ít ngày sau, bề trên lại gửi thầy đi tới tỉnh Tứ Xuyên, Trung Hoa. Trên đường đi, lại gặp trở ngại vì đường vào Quảng Đông bị cấm ngặt. Bởi vậy, thầy phải vào Việt Nam để đi bộ theo lối Vân Nam với hy vọng sẽ dễ dàng hơn. Một chuyện không may khác lại xảy đến, đó là hai người công giáo Trung Hoa từ tỉnh Tứ Xuyên đi đón thầy. Khi tới Hà Nội thì lại bị bệnh dịch tả mà chết, nên thầy lại phải xuống địa phận Nam, được Đức cha Havazu chuyển chức linh mục ngày 20 tháng 4 năm 1834, và thầy nhận tên Việt Nam là Tân. Sau khi lãnh chức linh mục, cha lên Sơn Tây, phục vụ truyền giáo ở địa phận Tây Đằng Ngoài, ý nguyện đi truyền giáo tại Trung Hoa mãi tới năm 1836. Cha thấy rằng con đường đi Trung Hoa vẫn không thể được nên cha quyết định ở lại Việt Nam. 3 tháng đầu mới tới Việt Nam, ngài phải trải qua một thử thách khá cam go. Vì thời tiết, nhất là vì khí hậu của vùng nhiệt đới, nên ngài bị đủ các chứng bệnh, nào là sốt rét, thương hàn, nhức đầu, đau tai, nhức răng, đau mắt. Nhiều người khuyên ngài trở về Pháp để chữa trị, nhưng ngài nói, Chúa đã sai tôi đến đây, thì tôi chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai của tôi rồi. Nếu có phải chết, tôi xin chết tại đây, tôi không đi đâu nữa. Cha Gioan Carolo Cognetan làm việc ở xứ Bầu Nọ, được một thời gian vui vẻ thì lệnh cấm đạo của vua Minh Mạng ban ra. Nhưng quan trấn tỉnh Sơn Tây khi ấy là Lê Văn Đức cũng có cảm tình với nhiều người công giáo, nên quan cũng lơ là với sắc lệnh của vua. Nhờ vậy mà các nhà truyền giáo hoạt động tương đối còn dễ dàng. Tại làng Bầu Nọ có một thanh niên tên là Đức. Anh này đứng đầu một băng đảng chuyên ăn trộm ăn cướp. Người ta đã bắt và nộp cho quan, anh ta lại sẵn có tiền án tù tội vì những tội nói trên. Nay được tha, anh ta được về và sinh lòng ghen ghét những người công giáo vì anh ta nghĩ rằng do những người công giáo tố cáo mà anh bị bắt. Thế là anh ta sinh ra thù hận, muốn trả thù những người công giáo, đồng thời cũng muốn lập công chạy tội. Anh ta vu khống và đi tố cáo với quan tuần phủ là cha Cognetan là người xúi dục dân chúng nổi loạn. Anh ta lại xếp đặt, lập kế cho người vợ tên là Yến giả vờ xin học đạo để biết chắc chắn chỗ ở của cha Cognetan. Rồi ban đêm anh ta lẻn vào khu vườn nơi cha ở, anh ta chôn vũ khí. Sau khi làm xong các việc như ý định, anh ta đi trình báo cho quan. Khi quan nghe báo rõ ràng việc cha Cognetan xúi dục dân nổi loạn thì hoảng sợ lắm. Ngày 20 tháng 6 năm 1837, quan cấp tốc đem 1.500 quân lính tới bao vây làng Bầu Nọ, bắt cho bằng được cha Cognetan với ý định dẹp tan cuộc nổi loạn như tên Đức báo cáo. Lúc quan quân kéo đến vây làng Bầu Nọ thì ông lý trưởng làng Bầu Nọ cũng là người công giáo, rất ngạc nhiên và muốn bao che cho cha Cognetan. Nhưng khi quan dẫn ông lý trưởng tới ngay chỗ chôn giấu vũ khí tên Đức đã lén đào chôn ở đó thì quả nhiên là thấy có khí giới. Quan liền đánh ông lý và tra khảo chỗ trú ẩn của các vị thừa sai. Cha Cognetan đang ẩn trong bụi cây gần đó thấy ông lý bị đánh đập tàn nhẫn, cho nên cha liền ra tự thú. Quan quân vui mừng khôn xiết, bắt luôn cha và đóng gông nhốt vào cũi giải ngay về tỉnh Sơn Tây. Giam giữ cha hơn một tháng trời mà vẫn không thấy khuyến dụ được cha đạp qua thánh giá và bỏ đạo. Các quan mới bàn tính xin kết án cha phải chém đầu. Bản án gửi về triều đình Huế, xin vua châu phê. Vua Minh Mạng đọc bản án liền lấy bút sửa lại thành án lăng trì. Ngày 20 tháng 9 năm 1837, quan giám sát cùng đội quân hùng hậu gươm giáo đưa cha Gioan Carolo Cognetan ra pháp trường Năm Mẫu, tỉnh Sơn Tây. Ngài vẫn bị nhốt trong một chiếc cũi sắt, quân lính khiêng đi, ngồi cuộn mình trong chiếc cũi nhỏ chật hẹp. Vị tông đồ anh hùng của Chúa vẫn tiếp tục cầu nguyện và hát thánh ca. Tới nơi xử, cha xin mấy phút cầu nguyện dâng phó linh hồn cho Chúa.
rồi cha tự cởi áo và nằm trên thảm đã trải sẵn. Đội lý hình đóng bốn cái cọc bốn phía, trói chân tay vào các cọc, chờ lệnh sẽ thi hành bổn phận. Trước cảnh rùng rợn đó, ông trưởng xóm Bách Lộc đã tình nguyện tới xin quan cho nhận thi thể ngài để chôn cất. Quan cho phép và ông đã thu nhặt đầu thi thể, tay chân xếp vào một cái hòm, rồi chôn cất ngay tại pháp trường Năm Mẫu. Sau này, ông trưởng cũng xin theo đạo Công giáo. Mấy tháng sau đã cải táng đem về an táng ở phần đất của dòng bến Thánh Giá Chiêu Ứng. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã suy tôn ngài lên bậc chân phước tử đạo ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.